Neymar đã không thành công trong mùa C1 năm nay và như thường lệ thì anh vẫn là đề tài bị chế giễu trên các mặt báo. Nhưng mà với những người yêu skill như mình thì Neymar luôn luôn rất đặc biệt và chắc chắn rồi ngày hôm nay CV Super Skill sẽ lại một lần nữa nhắc đến tên anh. Super skill lần này sẽ hướng dẫn tất cả mọi người một skill cực kỳ hay ho và Neymar đã thực hiện rất thành công trên sân cỏ và nó mang tên là Neymar Chop. Neymar Chop là một động tác mà Neymar sử dụng rất nhiều lần và thành công trên sân cỏ. Động tác này với chủ đích là lánh lạc hướng đối phương và control kiểm soát bóng hoàn toàn ở trên chân. Tất cả những gì chúng ta cần làm có hai điểm chạm đầu tiên đó chính là động tác roll và nó nằm ở dưới gầm chân của chân thuận. Điểm chạm thứ hai đó chính là nằm ở trên chân không thuận và nó nằm ở lòng trong. Và kèm theo đó là ba bước để chúng ta hoàn thành động tác Neymar Chop này. Bước đầu tiên đó chính là roll bóng, chúng ta sử dụng phần gầm dày của chân thuận. Và tiếp theo là nghiêng người, dùng vai đánh lạc hướng đối phương, đồng thời roll bóng. Và động tác tiếp theo là chúng ta sẽ chop. Chóp bóng là dùng lòng trong của chân trụ, chúng ta sẽ nhảy lên và chóp bóng và ngay sau đó chúng ta sẽ chuyển hướng vượt qua đối phương và hoàn thành động tác Neymar Chop. Có hai hướng để chúng ta có thể thực hiện Neymar Chop thành công, đó chính là một khi đối thủ đang chạy ngang song song với chúng ta sẽ vuốt bóng để lừa đối phương sang một hướng và sau đó sẽ dùng chóp để đẩy sang hướng còn lại. Với trường hợp thứ hai, khi mà chúng ta đối diện đối phương hoặc đối phương đang tiến đến rất gần thì cũng là một động tác để chúng ta có thể thoát pressing rất tốt. Khi mà chúng ta roll bóng và chop là lúc chúng ta nhìn thấy khoảng trống và chúng ta vượt qua. Những động tác mà chúng ta thực hiện không thành công Neymar Chop là những động tác chúng ta không có khoảng trống và những động tác mà chúng ta roll bóng quá dài và đối phương đã hoàn toàn đọc được hướng của chúng ta và ngay sau đó chúng ta sẽ không có hướng để chúng ta có thể dễ thành công. Neymar Chop là kỹ thuật super skill đã hướng dẫn tất cả mọi người thực hiện trong lần này. Hy vọng tất cả mọi người sẽ tập luyện chăm chỉ đều đặn bởi vì chỉ có tập luyện chúng ta mới có thể hoàn thành hay là ứng dụng tất cả những động tác trên sân. Như thường lệ thì super skill là những động tác khá khó để chúng ta có thể ứng dụng thành công trên sân cỏ. Chính vì vậy, hãy dám thử, dám làm, mang tất cả skill mà các bạn học được từ series này thử nghiệm trên sân, quay lại video và gửi lại cho mình qua địa chỉ email tungkếtfreestyle@gmail.com để xuất hiện trên chính channel này. Như thường lệ thì đừng quên bấm chuông thông báo, bấm đăng ký để có thể nhận được tất cả những video mới nhất của mình hàng tuần. Comment những động tác các bạn mong muốn nữa. Trước khi tắt màn hình thì nhớ like và share kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người về sau. Bye.